star. Let me see what spring is like on to Peter and March. Hi, I'm Xuyen, a junior student at Thuan Mai University. Today I'm gonna share with you my learning English journey from zero to hero. Are you ready? Xin chào tất cả các bạn, mình là Xuyen, sinh viên của trường đại học Thuan Mai. Thật sự là để có thể hát và nói tiếng Anh tự tin như ngày hôm nay thì mình đã phải trải qua một quá trình học tiếng Anh từ con số 0 vô cùng là vất vả. Trước đây thì mình rất là thích hát những bài hát bằng tiếng Anh luôn, nhưng mà mình không hát bao giờ, tại vì mình sợ phát âm sai, với lại sợ bị chê. Nên là đương nhiên là mình cũng ngại giao tiếp. Nhờ vào một dịp tình cờ mình phát hiện ra khóa học tiếng Anh online của Ylan mà tất cả mọi thứ đã thay đổi. Xuyen không còn là Xuyen của ngày xưa nữa. Vậy khóa học này có gì mà thần kỳ đến thế? Mặc dù đây là khóa học trực tuyến nhưng mà mình không hề cảm thấy buồn chán hay là cô đơn, tại vì các giáo viên của Elight rất là nhiệt tình và luôn hỗ trợ mọi thắc mắc cho mình. Mà mỗi tuần mình đều có 2 tiếng riêng để video cô với giáo viên, nên là trình độ giao tiếp của mình cũng tăng lên vèo vèo luôn. Thêm nữa, học còn đi đôi với thực hành nên là mình nhớ và hiểu bài ngay. Phương pháp thực hành cũng vô cùng mới lạ khi mình được thực hành có các mini game vô cùng thú vị. Đã qua rồi cái thời học vẹt và nặng lý thuyết, và mình nhớ hồi đó chỉ sau 2 tháng học cùng với Elight thôi, mình đã nhận sự thay đổi đáng kể. Và giáo viên của mình cũng nhận ra điều đó. Oh my god! Wow! Mình biết cách hoàn thành câu tiếng Anh chuẩn và đúng ngữ pháp. Mình còn để ý đến cách phát âm sao cho đúng, chậm và chuẩn. Câu miệng mình cũng dẻo hơn rất nhiều, không còn đơ đơ như ngày xưa nữa. Và mình có thể tự tin hát tiếng Anh một cách chính xác. Mình cũng không còn phải tốn quá nhiều thời gian để đặt câu và viết câu nữa. Còn bài tập ngữ pháp thì mình làm tăng luôn. Thì dẫu thật, bây giờ vốn từ vựng của mình cũng tăng theo lưu hộp tốc số nhân đi nhé. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy cái gì hoặc là đầu mình nghĩ về cái gì thì mình sẽ tự động dịch nó sang tiếng Anh. Còn đối với những từ mà mình không biết thì mình sẽ tra từ điển ngay lập tức. Mình cứ nghĩ mãi, nếu như mà mình biết được Elight Online sớm hơn thì mình đã không phải trải qua giai đoạn trầm cảm vì tiếng Anh như trước đây rồi. Bây giờ thì mình tự tin về tiếng Anh của mình lắm luôn đấy nhé. Và đương nhiên là tra cứu tài liệu cũng dễ dàng hơn. Nice. Lúc trước nghĩ là mình sẽ không bao giờ học được tiếng Anh hay là giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhưng mà không ngờ chỉ sau vài tháng trình độ tiếng Anh của mình lại tăng lên đáng kể như thế. Bây giờ phải lao đầu vào cái để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC sắp tới rồi. Wow. Mình đặt mục tiêu một số điểm khá là cao, nhưng mà với sự hậu thuẫn của Elight Online thì mình tin chắc là mình sẽ thành công thôi. Với mục tiêu rõ ràng, nỗ lực và sự kiên trì thì mình tin chắc rằng mục tiêu của mình sẽ sớm đạt được thôi. Mình làm được và bạn cũng làm được. Hãy cùng Elight học thật giỏi tiếng Anh nhé. I can fly and you also can fly.